Thôi, mình vào thẳng vấn đề, mình không liên miên và dài dòng quan từa nữa. Mình vừa vác về một hộp. 3, 2, 1, mở. Wow. Đồ anh em đọc được vênh vách tên tất cả các máy metro và các máy nội địa xếp tay ở trong này. Ngay sau đây mình sẽ tiến hành giới thiệu từng máy một mọi người nhé. Mình sẽ giới thiệu từ trái sang phải. Đầu tiên chính là con máy, mọi người biết máy gì không? Chính là con máy Meitu M8S phiên bản Sơn Goku đấy mọi người nhé. Cài được Play Store bình thường mọi người nhé. Đây, để mình xem thông tin máy nhé. Đó, máy có bộ nhớ trong là 128GB tha hồ lưu trữ mọi người nhé. Đấy, còn đây là ngoại hình của máy nhé. Đấy. Đấy. Tại vì nhiều máy quá nên mình quay sơ qua nhé. Hôm nào mình sẽ quay chi tiết sau mọi người nhé. Đây là con Meitu M8S phiên bản Sơn Goku. Đấy. Đấy. Còn máy đã xong là mình sẽ bỏ xuống một bên mọi người nhé. Để tìm thấy con máy khác. Tiếp theo con máy này, con máy gì đây? Con máy ZTE. Là một con máy xếp tay nội địa. Đấy. Mọi người nhé. Đó, con máy ZTE đó. Để mình vào thông tin xem ZTE gì mọi người nhé. Mọi người đợi chụp nhé. Mình nhé. Đó. Chỉnh chuộng chỉ quay nó. Đấy, chính là con ZTE V072131415 mọi người nhé. Đấy, máy đấy, đó, con ngoại hình của nó đấy. Đấy. Đó. Rồi, tiếp theo là con máy. Là để mình mở một cái dây phun ra là mọi người nhé. Wow, lại là một con. Tiếp theo là con máy Meitu M8S nhưng đều là một phiên bản khác, phiên bản Hello Kitty mọi người nhé. Đó, cũng như phiên bản trước tôi, cái này cũng cài được Play Store bình thường mọi người nhé. Ok nhé. Rồi, hình dạng rồi thẳng này. Đây mọi người nhé, cũng để vào thông tin máy mọi người nhé. Mọi người chơi chút nhé. Ok rồi, vào cuốn. Cũng có bộ nhớ trong là 128GB là cũng tha hồ lưu trữ nhé. Đó, cũng một cũng khá là mượt nhé. Ok. Còn ngoài hình nữa đây. Đó. Hôm nay là mình tiến hành quay sơ cua. Thôi mọi người nhé, vì nhiều máy quá. Hôm sau mình sẽ quay chi tiết từng máy một cho cụ thể hơn. Rồi. Rồi con nào xong rồi là bỏ sang một kia. Tiếp theo con máy gì đây, con máy gì đây. Đó. Ồ, lại là một con Meitu. Con này là Meitu T8 mọi người nhé. À, như con trước là con này cũng cài được Play Store bình thường mọi người nhé. Để mình xem thông tin máy nhé. Đó, Meitu T8 đó. Con này cũng có bộ nhớ trong là 128GB tha hồ lưu trữ thoải mái mọi người nhé. Đó, còn đây là ngoại hình của con máy mọi người nhé. Đó. Ngày hôm sau nữa là mình sẽ tiến hành chụp ảnh chi tiết từng con máy mọi người nhé. Hôm nay tại vì nãy giờ mình ở rất nhiều máy quá nên là mình chỉ quay sơ qua nữa thôi. Đó. Rồi tiếp theo. Rồi bỏ xuống đi. Tiếp theo. Đó, tiếp theo là con. Đó. Con Sugar. Mọi người biết con Sugar gì không? Con này thực ra là về hôm trước, nói chung là trước mấy con này
cỡ mình không nhớ về hôm nữa, tầm 4-5 hôm hay 5-6 hôm nữa là con này là về trước đó. Đấy. Đó, con này là không cài được CH, không cài được Play Store mọi người nhé, cài ứng dụng qua app thứ ba mọi người nhé. Đó. Để mình xem thông tin về máy nha. Chờ chút mọi người nhé. Mình thấy mẹ con Meto có vẻ mượt hơn con này đấy. Ở ba phone này. Đấy, con Sugar F11 đó, bộ nhớ trong là 64GB mọi người nhé. Ok. Ok, đây là ngoài hình nha, em nói mọi người nhé. Đó. Ban đêm này nên quay không được rõ, mọi người thông cảm nhé. Hôm sau mình sẽ quay ban ngày cho rõ, có chi tiết rõ nhất đó. Đây là con Sugar F11 đấy. Đấy. Và con máy cuối cùng ngày hôm nay. Wow, một màu hương khá nam tính mọi người nhé. Ôi dồi, cái này ai mua về tặng cho chị em phụ nữ ổn áp này đó. Chúc anh vô cùng ảo diệu mọi người nhé. Đây là mọi người biết con gì đấy, con Meitu V6 đấy. Đấy, nhưng đây con này không cài được Play Store mọi người nhé. Cái ứng dụng qua app thứ ba đó. Đó cũng khá mượt mọi người nhé. Mấy con Meitu này cấu hình thì bình thường nhưng đều khá là mượt mọi người ạ. Đó, nó tối ưu là khá tốt mọi người nhé. Thì mình xem thông tin về máy này. Đó, con Meitu V6 này đấy. Bộ nhớ trong là 128GB mọi người nhé. Cũng là tháo hôm mà lưu trữ mọi người nhé. Theo mình nghĩ là 128GB là quá ổn rồi, quá đủ rồi. Đó, còn đây là ngoài hình em nó mọi người nhé. Đó, ok. Và con Meitu V6 này là cũng là khép lại cho buổi giới thiệu ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quan tâm và theo dõi video. Nói chung cùng tối rồi, nói chung chúc các bạn một buổi đêm vui vẻ, ngủ ngon và luôn tràn đầy hạnh phúc. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.